bị hacker quấy rối qua camera an ninh. Theo The Guardian, tin tặc thường xuyên xâm nhập vào các hệ thống camera gia đình, nói chuyện với trẻ em thông qua ứng dụng giao tiếp hai chiều. Chức năng này vốn được tạo ra giúp bố mẹ kiểm tra con cái. Câu chuyện bắt đầu được bàn tán nhiều khi các camera an ninh nhãn hiệu Ring của Amazon bị hacker liên tục xâm nhập thời gian gần đây. Theo CNN, các tin tặc đã tấn công hệ thống camera an ninh của Ring, gây rắc nỗi kinh hoàng cho một gia đình ở bang Mississippi, qua loa tích hợp Chúng tự nhận là ông già Noel và khuyến khích bé Alisa Lê May, 8 tuổi, đập phá đồ đạc trong phòng. Bố mẹ cô bé cho biết họ đã thiết lập thiết bị kỹ càng nhưng nó đã bị xâm nhập sau chỉ sau 4 ngày. Ashley Lê May, mẹ của cô bé cho biết, đã lắp camera trong phòng để trông chừng con gái khi làm ca đêm. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ trước khi triển khai hệ thống camera an ninh. Tôi thực sự nghĩ rằng nó sẽ an toàn. Cô nói, vụ tấn công xảy ra chỉ 4 ngày sau khi Lê May lắp hệ thống. Lúc đó, cả cô và chồng đều đang ở nhà.